Hôm nay tới ngày 27 à, mình có đem cái bẫy để mình sơ cua nè, có dính thì mình thay. Cái này mua ở 3 cái mà dính con nào nha. Má đi gần nhà các bạn, không nói chuyện được. Con chuột chết mấy bạn ơi. Dầu thì không ướt. Dầu không lấy gớm. Còn hai cái nữa bạn. Chết rồi, mình quên em lúa rồi. Còn sao trời. Còn mong là dính nha trời. Chứ không đem lúa thôi. Nó điên quá vậy. Tự nhiên thăm mà quên em lúa thôi. Ồ, dính rắn không thằng bận luôn nó ăn ơi. Quá chặt nữa rồi. Ôi mày cơ. Có 7 600 gram á. Vô nó ăn. Vô rồi. Chúng mừng cho mấy bạn ơi. Vô rồi. Mình biết khu vực này khó lắm mà. Còn cái nữa. Nhiều nữa. Số bịch lúa còn nhiều. Cái này chắc mình giờ. Nào để mình giờ mình đặt cái này cái. Rồi mình bắt gắn giờ ra cho mấy bạn xem. Mình bắt gắn ngũ hành bự này ra cho mấy bạn xem nha. Cả 600-700 gram nha các bạn. Cho nó chạy ra nó. Chết gì? Vì gì? Ôi, nó mập. Ôi, cái này mới đẻ xong các bạn ơi. Cái này mới đẻ nha mấy bạn. Cái bụng lớn nhất à. Ăn xong mới đẻ xong nó rồi xui rồi. Đứng lên đứng. Dính lượng con đó, nó dài á nha bạn, 600-700 gram. Chuyện kia chuyện đúng đá lắm chứ miệng luôn. Cái gì bây giờ để đá không vậy, đá ngắn gì vậy mấy bạn, hai con này không, một con à con... để mình đi quay mấy, mình đi thăm mấy cái khác quay cho mấy bạn xem. Dính này mấy bạn ơi nè. Cái con không hành mấy bạn. Mà con này nhỏ. Cái chuột còn mấy bạn ơi. Còn không hành còn sống không á. Ý không hành còn sống mấy bạn ơi. Con chuột còn luôn kìa. Giờ cái này mình lờ nó nha mấy bạn. Đập lại. Đập lại cái này kìa. Cái này mình đem vô trong kia mình mới gỡ cái cầm đây, chuột còn á. Bỏ vô vỏ luôn đi. Không đâu. Vô mấy cũng mấy ngày vô. Bỏ vô đây rồi vô tới trong kia mình tháo ra mình coi mấy bạn xem. Càng gắn này cho mấy bạn xem nha. Chuột kia nguyên kìa. Ngoái á. Ngủ che. Trong đây con khổ. Cầm tới. Hai con. Một hai. Hai.
hai con. Bốn cái hai con hả vô. Mới không có bốn cái được hai con. Nước là đã không? Ê, còn ngoài kia có không? Chưa thăm hả? Không phải. Không. Con không hình khủng. Hả? 7 cho 6 cho 700 gram nhá. Đâu? Chả hòm á. Bằng ngày mày làm được gì? Bằng đi mày làm được gì sao nghĩa? Làm gì? Tôi con đó đó, bằng đi mày làm gì được sao? Cũng vậy hả? Lâu gì đó? Lẹ lắm. Không đâu. Tôi khỉ được, làm thấy. Trời ơi, bằng ngày con đi thì nó cũng vậy à. Sao bằng đi? Cái nó nhanh vậy nhiêu đâu. Có 4 cái à? 2 con. Mày lớn rồi. Con cũng bự. Trời đất ơi. Mấy trăm gram? Chưa biết. Con này khoảng cả 700. Im, im. Hai con nó là đủ rồi. Rồi xong. Có trăm giống nữa hả? Nãy nghe mấy bạn. Cái này bữa họ mới dính con ngẫu hành đó, cái mà dính ngẫu hành đầu tiên đó của đợt rồi á, coi thử đợt này dính không, thấy gùi bu lắm mấy bạn ơi, chắc chuột chết lắm mấy bạn, rồi ngắn cái queo mấy bạn ơi, có gắn cái queo mấy bạn ơi. Ủa mấy bạn ơi, chuột. Chuột còn sống luôn mấy bạn ơi. Chuột cắn à. Rồi để mình xử lý luôn à. Gắn này coi. Đấu đầu chảm rồi nha mấy bạn. Gắn cũng lạng mấy hay lạng á. Lạng mấy hay lạng gì đó. Nè. Mình cẩu đầu chảm luôn rồi. Nó thúi rồi. Này à, hỉ ai ăn được không các bạn. Ủa mấy bạn ơi. Dục luôn. Rồi để mình thăm cái kit tiếp theo nữa mấy bạn ơi. À, tiếp theo nha mấy bạn. Cái này bữa hỏi mình lần kia mình vào ra đây nè. Bữa hỏi lần kia mình vào ra đây nè. Dính. Mình dính này phát luôn. Ôi dễ hiểu rồi đó. Ôi chuột còn sống nè. Ngon luôn nè. Để mình tới cái tiếp theo mình quay cho mấy bạn xem nha. Tới cái tiếp theo nha mấy bạn. Cái này bọn họ dính, hổm gà dính. Thăm lần nào cũng dính dần nha mấy bạn. Nào cũng ngon, con không hành nha. Đợt này mình có phát lương hay là mình đem con hành nữa. Đợt này chắc phát lương rồi đó. Chuột còn sống mấy bạn ơi. Phát lương mấy bạn ơi. Nào có đây can nhé, kêu vô nha. Nào tới cái kế tiếp mình quay cho mấy bạn xem. Cái tiếp theo nha mấy bạn. Chỗ nó không gác nè, bơm. Họ nó chết, còn gắn. Nặng không? Nào, có lấy hả? Bị lớn. Không được. Tu nữa mấy bạn ơi. Chỗ này thấy gì mà trúng á mấy bạn ơi. Con này bự nữa mấy bạn ơi. Rồi, đặt nó vô. Thôi, bỏ một lỗ nó vô trong đó đi tức. Bỏ vô lọt vô luôn nha. Rồi, thấy. Đè lại. Đi trong luôn. Mình bắt cái này ra cho mấy bạn xem ha. Có lý mấy bạn ơi, bữa nay mấy con hổ nách này nó giật mình này. Nè, cầm nhóc. Thầm nặng sướng á tính. Đâu, còn cái kế bên nha mấy bạn. Cái này mình thăm thử, có thì mình lấy hai. Mình bắt hai con ra luôn.
bữa nay không nắp giặt nữa. Ồ, cái bẫy này lộ quá trời luôn các bạn ơi. Lộ quá. Đi lộ quá, không biết làm sao. Chuột con các bạn ơi. Cái này chắc cũng phải vào các bạn ơi. Để mình vào cái bẫy này rồi mình bắt con rắn ra cho mấy bạn xem. Để mình bắt con rắn hấu hành này ra cho mấy bạn xem nha. Con này chắc khoảng cỡ cỡ 500g á mấy bạn. Cỡ đó nha. Cái bẫy này không gài dính biết bao nhiêu con đó. Yên lắm mấy bạn ơi. À, đây, quay đi. Nóng lên hồi dưới ta. Ừ. Bự quá, cũng bự rồi. Con bự nữa bạn. Dạ lên nãy thấy con lý thấy ngon rồi các bạn ơi. À, con ngựa nha. Con ngựa nó bay ra không? Bay ra là không quến đầu. Tôi không nói, tôi tưởng nó không ngựa mà. Ỉa à, trời. Cái bàn tay rồi mình bắt chuột mình bỏ vô rồi ấy luôn nha các bạn. Này chút lớn nha mấy bạn. Này không hành chúng rồi. Đây để mình rồi, vô chuột rồi. Cái chút mình đặt lại nha mấy bạn. Thôi mình tức. Có không? Nha. Nhẹ mà móc ăn chi. Đấy, mắc con chuột có gì luôn đi. Ờ, đúng rồi, đem ra. Bạn này im quá mà sao tới giờ chưa dính. Nhét cái bẫy huyền thoại này vô. Đi kiếm con. Con hổ ngựa cục tôi nha mấy bạn. À, cái clip đó mình mắc rồi mấy bạn ơi. Con hỏi miếng con hổ ngựa kẹt luôn lòng hổ ngựa mà nó bị cục đuôi rồi bữa nay dính con mấy bạn ơi. Hổ hành các bạn ơi, trọng mấy bạn ơi, không đâu cái này cỡ 200g. Đem bắt rắn này cho mấy bạn xem. Thôi, cái bẫy này đặt đó không được đâu, bẫy này bẫy bự quá. Dễ, dễ bị người ta để ý. Nè, quay đi. Nhanh đi, ngay đường đi á. Ta đi ta thấy. Dính một em. Nãy dấu bị chuột cắn này à. Hình nó cắn hơi gắt gắt chứ không có đau. Bầm à. Này bắt con hành ra cho các bạn coi. À, lần này không xóa video như lần lúc trước đâu. Kỹ hơn. Lần lúc trước trời ơi, chụp ra các bạn. Chụp dính rồi nha. Nó lớn nha. Vô. Nè, quay cái đó. Nó lớn nha mấy bạn. Bỏ vô bao, hồi sáng giờ 4 con hành cái gì vậy? 5 con rồi mà chết trời ơi. Tính 4 thôi. Quá đem vô đây đâu cho các bạn coi. Ừ, các bạn muốn kỹ nó trái. Cứu tôi, cứu tôi. Thôi tôi lại quẩy cái bao cho nhé. Đâu để mình đặt cái này lại nha mấy bạn. Tới cái tiếp theo này nha mấy bạn. Mình đặt 3-4 ngày. Mình đặt 3-4 lần không dính. Ui không dính nữa rồi. Bắt lường nó đi. Để mình thăm còn cái cuối cùng để mình thăm cho mấy bạn xem luôn. Cái xíu. Còn cái cuối cùng như thế này. Cái này mình ổn dính hổ hành á. Ô bữa nay chắc không dính nữa rồi. Nó trơn. Ơi thấy chuột rồi. Dính nữa rồi. Rồi phát lương luôn. Vậy là mình kết thúc video đây luôn nha mấy bạn. Mình về rồi mình căng. Mình cái gì mình căng gắn cho mấy bạn xem.
Còn mấy bạn coi nhớ đăng ký kênh và like cho mình nha, để mình có động lực để mình quay các những cái video khác nha. Chào chào tất cả anh em nha. Ghê chưa? Không. Rồi mấy bạn ơi, được cái lô 7 nha mấy bạn. Con ngắn hổ ngựa đem theo nữa, 800g với cái lồng 900 nữa, cái túi lưới 100g. Không gọi kiếm cái gì bỏ vô. Con ngắn hổ ngựa năm đi thăm nha mấy bạn. Là được 1kg 1kg 9 mấy bạn. Được 1kg 9 nha. Này thăm gắn đường chi chính, không chết con kia 2kg, không chết con nó là 2kg. Con hổ hành bự này 700g kìa, tại nãy mình căng rồi. Mình sắp đi ốc ong rồi. Mình đi ốc ong rồi. Bỏ vô đây trước đi. Đóng không hành nhỏ này. Cái 2. Này ra cái 2 nha. Cho mấy bạn xem không? Mình còn 2 con nữa nè. Cái lưu quen thuộc của mình. Ây hà, bữa nay mình thăm được 5 con mà chết 1 con nha mấy bạn. Ồ, bữa nay bỏ chuột cho nó mà. Ý sao ngộ vậy? Sao nó chạy vậy ta? Nhớ bên bắc kia đâu có chạy đâu. Giống như con bị viên hổ hành bự này nó cắn gì cho anh ơi. Bự này chắc không dữ mà nó cắn nè. Chứ hồi vừa qua mình nhớ không có chạy luôn á. Không lưỡng nè à. Nó chạy lưng cho anh kìa. Trời chốc vậy kìa. Nên mình đổ chiếc mì phẩm bên hai vô đó nha. Ờ, nó đã nữa bạn ơi. Đó. Nguyên phẩm bên này nữa đó. Đống này cả 2kg mấy nha mấy bạn. 2kg mấy 3kg nha mấy bạn. Trời ơi, nó bò ra luôn á. Mình không đầy nắp là bò ra luôn á. Okay. Mày không mắc cỡ rồi hả? Ôi trời lạ. Là không là tụi nó rồi. Chạy hay bay? Ngên. Có một tay nha là không lỡ. Mình bỏ vô đi. Quậy quá à. Ha. À, nó trường vậy đó. Này không đi nắp à. Là ra được á. Nó trường kìa kìa. Ơ, đậu đậu vậy. Mạnh quá mà. Mình tạm dừng video đi nha. Trời sắp mưa tới rồi, trong gió quá trời. Thôi là bữa nay mình thăm hơi sớm, thăm trễ hơi dính mưa rồi. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Bữa nay mình được 5 con, 5 con mà chết 1 con nhỏ. Còn được 4 con, 1 con 700g. Với mấy con kia ký mấy nữa. 3 con kia đừng ký mấy nữa.
Mấy bạn xem nhớ đăng ký kênh và like cho mình nha. Tạm biệt mấy bạn, chúc mấy bạn không ngắn được nhiều hơn.